anh em ạ. Đấy, thưởng hoàn trả lên tới 686 củ luôn anh em ạ. Hôm nay mình chơi lớn với số vốn 200k anh em ơi. 200k mình sẽ vào quay thú nhá. Hôm nay mình sẽ vào quay thú thử vận may 200k cuối tuần này anh em ạ. Hy vọng hôm nay sẽ may mắn nhá. Xem nào, khởi đấu nó như thế nào nhá. Chắc phải đánh con gấu, con khỉ thôi. Con khỉ, con én nhá. Có trái tay này xem có may mắn hay không này. À đù, mới vào đớp con khỉ kìa. Quá ngon anh em. Đấy, mình thấy con Kwin game bài đổi thường nạp thường quá uy tín anh em ơi. Anh em nào muốn trải nghiệm con game này thì link tại game với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Anh em tải game xong liên kết chốt điện thoại sẽ nhận ngay được 6k8. Sau anh em nhấn vào cái link nhận code để nhận code miễn phí nhá. Thêm thử còn cống nữa nào. Còn bá nó chật luôn kìa. Nên thế nhỉ. Vãi nhỉ. Khỉ. Gấu. Thế quả này mà không về bồ câu thì về con gì? Bồ câu này. Trời, tất tay bồ câu này nha. Quả này không thể nào chật được quả bồ câu này đâu. Anh kinh nghiệm bao nhiêu năm chơi quay thú anh em ạ. Ít khi chật lắm. Rồi, không phải nói nhiều. 190k. Quá rực rỡ. Cầu là nó phải về thế chứ. Nhẹ nhàng 190k. Không phải nói nhiều. Hôm nay bồ câu với cong này. Chơi thêm con bồ câu với cong nữa nha. Biết đâu nó về bồ câu nữa là ngon. Đúng không? Nói chung cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Đấy, đấy, đấy. Ok chưa? 400 nữa kìa. Đã thế nhỉ. Bắt cầu quá hay anh em. Cầu cuối tuần về quá đẹp luôn. Bồ câu à. Để tiếp tục lấy con gấu này nha. Gấu với đại bàng đi. Này chạy gấu đại bàng nha. Nó mà lên con đại bàng lại ấm anh em ạ. Lên con đại bàng lại tự nhiên lại có bài cù. Đù, vãi. Lên đại bàng thật kìa. Đúng cầu về hay thế nhỉ. Hôm nay cuối tuần quá may mắn anh em ạ. Đập nhẹ nhàng 6 cụ nhá. Cầu về như thế này muốn thua cũng nghe mệt đấy anh em ạ. Quá đẹp. Chào anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Chúc anh em cuối tuần may mắn thắng lên với cả Quýn nhá. Để xem nào. Nữa không? Rồi. Con bã nó kìa. Về sư tử mới cay chứ này. Đen thế nhá. Đen thế thì mình ra vào lại nhá. Đã đến hồi đen rồi thì chắc mình ra vào lại cho nó may mắn thôi. Vãi thật. Gấu với đại bàng mà nó rớt vào sữa tử thì mình cũng chịu nó luôn chứ. Cầu về vãi thật. Trời, hai con chiến nhá. En với thọ thôi. Nhẹ nhàng en thọ anh em. Mình thấy con Kwin càng ngày kiếm tiền càng dễ anh em ơi. Từ đầu năm tới giờ mình thấy tuần nào Kwin cũng có sự kiện khủng anh em ạ. Còn mẹ nó kìa. Đánh én nó về ngay chứ câu mới cay rồi này. Vừa nãy vừa mới quất hai câu, bây giờ nó về thêm câu nữa anh em. Quá đen thật. Con này mình lại chơi hai cửa dưới tiếp này. Chơi cửa dưới xem nó có may mắn hay không này. Vãi. Vừa mới chơi én với thọ nó đéo về. Bây giờ chơi cống với gấu nó lại về thỏ. Còn bá nó đen vãi chưa. Đen vãi nha. 1, 2. Lại tiếp tục hai con lúc nãy nha. Mình cống bây giờ chơi con sư tử đi. Bỏ qua gấu xem nào.
Rồi, còn mẹ nó kìa, đen vãi luôn thật. Trời, thế mà nó còn không về được. Vãi. Quả nào thì nó về thò là cái chắc này. Thấy ở dưới thò mà bây giờ không về thò nữa thì mình chơi lớn luôn đấy nhá. Mình chơi lớn thò nhá. Ai chơi quả này rồi chắc mình cũng chuồn đây nha em ơi. Để lại hai cụ làm vốn này. Rồi, không phải nói nhiều. Một cụ bà thỏ nhá. Quá rực rỡ anh em. Cầu về quá chuẩn nhá. Anh em nào mà chưa tải game thì link tải với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận anh em. Hay chắc mình nghỉ nhá. Vào vốn 200k chốt lãi gần chục cụ. Quá uy tín. Chào anh em.